Nhân mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Nhi xin gửi đến các cô chú anh chị thêm một món mứt từ chuối xanh nữa, đó là món chuối chiên bơ. Với cách làm này thì miếng chuối của mình nó rất là giòn và có vị béo béo thơm thơm của bơ, ăn cực kỳ ngon và cũng rất là cuốn luôn. Và khi để lâu thì cái chuối của mình nó vẫn rất là giòn và cũng không có bị mềm nữa. Và cách làm thì cũng dễ lắm. Bây giờ thì mình cùng vào làm luôn ha. Và để làm món chuối chiên bơ này thì Nhi có chuẩn bị ở đây là hai nải chuối. Hai nải này thì Nhi cân được là khoảng 2kg này các anh chị. Chuối này thì Nhi dùng ở đây là chuối sim. Nếu mà nhà cô chú anh chị mình có chuối già hoặc là chuối tây mình làm cũng được hết nha. Sơ chế chuối thì Nhi sẽ đi chuẩn bị cái phần nước trước. Để xíu nữa mình ngâm chuối vào thì cái chuối của mình nó không có bị thâm đen ha. Nhi cho vào đây là khoảng một muỗng canh muối. Và Nhi bắt vào đây thêm nửa quả chanh nữa. Để cho chuối của mình nó trắng và xíu nữa mình ngâm vào chuối nó không có bị thâm nha các anh chị ha. Và qua đây thì Nhi sẽ đi lọc chuối luôn. Và để cho chuối của mình nó giòn thì Nhi sẽ lọc hết cái phần vỏ xanh này đi. Lọc chuối này cũng nhanh lắm anh chị. Lọc xong thì Nhi sẽ cho qua cái thanh nước muối lỏng này mình ngâm luôn ha. Để cho chuối của mình nó ra hết những cái phần nhựa mủ đó và nó đỡ bị thâm hơn. Và cứ tương tự như vậy cô chú anh chị mình làm lần lượt, mình lọc hết cái phần vỏ này giúp nhiên luôn. Chuối thì Nhi cũng đã lọc xong hết rồi các anh chị. Lúc này thì Nhi sẽ để chuối ở đây ngâm khoảng là 20 phút ha. Để cho chuối nó ra hết những cái phần nhựa ở trong chuối đó. Và trong lúc đợi ngâm chuối thì Nhi sẽ đi qua chuẩn bị cái phần nước đường. Nhi dùng ở đây là khoảng 4 muỗng canh đường ha các anh chị. Nó khoảng là cỡ 80g. Và Nhi thêm vào đây khoảng 4 muỗng canh nước lọc nữa. Và Nhi sử dụng thêm ở đây là một củ gừng nhỏ. Nhiên xay ra và Nhiên vắt lấy nước nè. Nhiên đông khoảng là một muỗng canh ha. Nhiên cho vào đây để cho nó thơm. Và nếu mà cô chú anh chị mình thích ăn cái xác gừng thì mình cho vào đây cũng được. Là mè thì cô chú anh chị mình rang lên cho nó thơm mình bỏ vào đây ha. Lúc này thì Nhiên sẽ nấu lên cho cái phần nước đường của mình nó tan và nó hơi sệt một xíu ha. Và mình sẽ nấu trước cái phần nước đường như vậy nè các anh chị. Để xíu nữa mình cho vào chuối á. Tại vì chuối hôm nay thì Nhiên sẽ không có mang chiên lại. Thì mình nấu như vậy để gửi lên chuối, chuối của mình để lâu nó không có mềm mềm á. Rồi, như vậy là được. Bây giờ thì Nhi sẽ để cho nó nguội ha. Xíu mình sẽ cho lên chuối. Phần chuối này Nhi ngâm cũng được 20 phút rồi các anh chị. Đây, chuối bây giờ nó đã ra hết cái phần nhựa mủ và bây giờ nó cũng khá là trắng luôn ha. Tiếp theo thì Nhi sẽ đi bào mỏng cái phần chuối này luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình sợ cái chuối của mình nó bị đen á thì mình có thể bào trực tiếp ở trong cái thau nước canh muối này, hoặc là mình có thể bào riêng như thế này của Nhi ha. Đây, Nhiên sẽ bào thành những cái lát dài như thế này nè. Chuối vớt ra từ thau chanh muối thì Nhiên sẽ bào trực tiếp ở trong đây luôn. Cô chú anh chị mình không cần phải rửa lại ha. Mình làm theo cách này thì mình làm nó sẽ nhanh và nó gọn hơn. Đây, mình bào trực tiếp như vậy thì mình cũng không cần phải để gáo nữa. Nhiên sẽ bào thành những cái nhẫn lát như vậy. Thì theo ý thích của chú anh chị mình có thể bào phanh cũng được nữa ha. Chuối thì Nhi cũng đã bào lát xong hết rồi nè các anh chị. Bây giờ thì mình sẽ mang đi chiên luôn ha. Khi dầu đã nóng già thì bây giờ Nhi sẽ cho từ từ chuối vào. Lúc ban đầu này thì cô chú anh chị mình được cái sơ ha. Mình chỉ đảo ra cho nó đều đều, cho nó vàng đều ra thôi. Lúc này thì Nhi sẽ để lửa ở mức trung bình và Nhi chiên từ từ cho chuối của mình nó vàng giòn nha. Chiên thêm tầm khoảng 5 phút thì lúc này cái mặt chuối nó đã xe lại rồi và nó cũng cứng hơn các chị. Lúc này thì con chú anh chị mình đảo nhẹ dùm Nhi nha.
để cho chuối của mình nó được tách rời rồi ra đó, nó không có bị dính lại nè. Này lúc này nó cũng cứng hơn rồi, mình chở nó không có bị bể đâu. Mình chở nhẹ nhẹ ha. Phần chuối, cô chú anh chị mình chiên cho đến khi nào cái chuối của mình á nó cứng giòn và bắt đầu nó sôi nhẹ như thế này nè. À, tiếp đến thì Nhi sẽ cho bơ vào ha. Bơ thì Nhi sẽ cho đây khoảng một muỗng canh. Sau đó thì Nhi sẽ cho thêm một ít lá dứa nữa để cho cái bơ chuối của mình á nó có cái mùi thơm á và dầu của mình á để lâu nó cũng thơm lắm, nó không có bị hôi á. À, cho bơ vào xong á thì Nhi sẽ đảo lên cho thiệt là đều. Này lúc này chuối của mình rất là thơm luôn, cho bơ vào thì nó có mùi cực kỳ thơm. Rồi mình đảo qua đảo lại tầm khoảng 50 giây thôi, sau đó thì sẽ bớt hết cái phần chuối nè, mình sẽ bớt ra. Mình sẽ để vô đây ha. Nhân lúc chuối của mình nó đang còn đang nóng thì Nhi sẽ cho tiếp phần nước đường vào. Và nước đường này thì cô chú anh chị mình lưu ý là đừng có cho nhiều ha. Mỗi lần thì Nhi sẽ cho vào một ít thôi. Tại vì chuối này thì mình không có cần chiên lại đó. Mà Nhi cho đường vào rồi Nhi trộn qua trộn lại là được. Đây, mình cho nước đường vào lúc chuối của mình nó còn nóng vậy thì nó nhanh khô lắm các anh chị. Mình đảo chút xíu là nó xong rồi. Đảo đường xong thì Nhi sẽ cho vào đây. Tiếp tục thì Nhi sẽ chiên những cái mẻ còn lại ha. Mình cũng dàn ra cho nó đều đều. Lúc này lưu ý là cô chú anh chị mình đừng có chảo giúp Nhiên nha, để tránh cho chuối mình bị nát á. Đây, khi chuối nó vàng giòn như vậy, tiếp tục thì Nhiên sẽ cho bơ vào. Làm tương tự như lúc đầu hay các anh chị. Nhiên cũng cho vài cọng lá dứa vào nữa. Mình đảo đều lên. Và cô chú anh chị mình lưu ý là khi chiên này cô chú anh chị đừng có để lửa nhỏ quá nha. Lửa nhỏ quá thì cái chuối của mình nó bị ngấm dầu, nó không có ngon á. Chuối chiên xong thì Nhi sẽ cho tiếp phần nước đường vào. Và phần nước đường này các anh chị nhớ mình đừng có cho nhiều quá ha. Cho nhiều quá thì Nhi sợ là nó bị mềm á, để lâu nó bị mềm á, chuối mình không có được giòn á. Cho vào xong thì mình đảo qua đảo lại một chút xíu thôi, để cho chuối của mình nó có cái vị ngọt nhẹ. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây ha. Đó, như vậy là xong rồi đó các anh chị. Cũng đơn giản lắm, không có khó đâu ha. Món chuối chiên bơ như đã hoàn thành xong hết rồi này các anh chị. Ở đây, những cái màu đang rất là hấp dẫn luôn. Này, chuối sau khi mình để nguội á, thì nó sẽ đóng một lớp phấn nhẹ nhẹ nè các anh chị. Đây. Và nó cực kỳ giòn luôn. Đây, rất là ngon. Và giòn lắm luôn cô chú anh chị ơi. À, miếng chuối nó cũng rất là thơm nữa. Bây giờ Nhi sẽ ăn thử nha. Nhi xin mời cô chú anh chị. Chuối khi mà ăn vào á thì nó rất là thơm luôn và có cái vị béo béo, cay cay nhẹ của gừng. Đặc biệt á cái vị ngọt nó rất là thanh luôn cô chú anh chị. Ăn cũng ngon lắm. Và cách làm món chuối này thì cũng đơn giản lắm. Nếu mà cô chú anh chị mình có thời gian cùng làm thử ha. Cái món chuối này sau khi làm xong thì cô chú anh chị mình có thể bảo quản trong những cái túi zip như vậy nè. Hoặc là mình cho vào những cái túi ni lông thì cô chú anh chị mình bảo quản rất là lâu luôn. Và chuối của mình nó cũng không có bị mềm nữa. Và mỗi dịp mà thường gần Tết như thế này, thường ở quê của Nhiên rất là ít mua khi mua bánh kẹo. Quê của Nhiên thường hay sử dụng những cái loại chuối như thế này nè, hay là mứt nè, hay là kẹo mứt gừng, mứt chuối cũng rất là ngon. Nếu mà cô chú anh chị mình có thời gian thì cùng làm thử với cách này của Nhiên ha. Đây, mình bộ túi như thế này thì nó rất là gọn luôn các anh chị. Đây. Khi nào mình cần thì mình lấy mình đãi khách thôi. Vậy như chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video lần sau.